seen. Ở đâu? Don't know. Which mean you don't know, man? Chạy 3 phút. Hả? Chạy 3 phút. Chạy 3 phút hả? Mày sao chạy 3 phút? Uh-huh. 3 phút là bét gió hả? Right, Mập? Big head. Ok, này đi câu cá qua đây. Thế ơi, ba nổ này, nó nói cái chỗ mới nè. Không biết sao đây. Bất cường đâu rồi? Kêu lẹ lên. Giờ tới đó đi tính. Phúc. Này đi hốt kìa hả nhà. Này rồi bà nổ rồi, nó ấy nữa thế nào đây? Coi rồi. Coi gần câu cái ghê không? Nhà còn gạo không á? Không. Nói chuyện nó mất cười quá. Nhà không còn gạo gần câu nhiều á. Ừ. Tao nói nữa rồi đi ha. Con trai lấy cho bất cường cái kiềm cắt đi. Này hốt đâu anh ba? Hả? Này hốt đâu? Này hốt đâu hả? Vậy không có ghé con cò bắt mấy con gà gì xe phai luôn như sao vậy? Ừ. Con lấy cho bất cường cái nhỏ 12 tuổi. Ngon rồi anh, chào. Chào anh em á, mình đang đi sát hành nữa đó. Không biết có hay không. Này chạy lên tới chỗ mừng như chỗ cò hả, chỗ lòng gà luôn hả? Cò á. Dữ vậy nè. Đâu ra được đâu chỗ đó, nhớ chỗ đó hay. Đúng, xong lát đó cũng có rồi. Lát đó em phải chạy lên xa nữa. Chỗ đó chạy ghê mồ ra cả lắm. Ghê lắm, chỗ đó ghê. Cây không à? Ừ. Nó ngang ngửa chỗ 252 mình nè. Nó ván này nước nó đâu còn chảy nữa đâu. Chị give me the one light hat. Muốn xuống rồi. Chỉ có mấy con nào lên mấy góc rồi hả? Rồi mang đi đủ rồi, nay có mùi giá nói chưa? Lông lắc về ghé kêu anh Tây qua đợi đi, gọi hoài luôn á, em mà hát cái nó gọi hoài luôn á, là đến luôn đi. Nói đi đâu á, mà làm gì đó, tao tôi nói làm mấy cá nè. Chạy chưa được con nữa dính cái ngắt rồi sao chạy. Đúng rồi, bữa xuống dưới 150 đó, chạy cũng dữ lắm. Nhìn cái tàu cũng bự lắm. Không nước, chạy nước thừa. Đi tới 7 người, 7 8 người dư sức luôn. Bự luôn vậy. Nên con lạnh. Chiếc anh mà kéo xuống dưới cho nó quýnh xong nha, đã lắm tàu. Đâu được. Đâu được đâu. Có đi ở tàu mà đi biển là phải phai và class mới đi được. Đúng rồi, trong muối mà. Aluminum đi không được đâu. Ờ. Đâu. Đang bắt đầu rồi lên coi. Mình trên đây mới xài aluminum thôi chứ ở dưới kia dưới thác sẽ đâu xài aluminum đâu. Phố ở đây cũng bạn quấn cái một bay lên bờ luôn bắt cái dù á. Bữa khai là đi có ói không khai nè? Không hả? Sống dữ không? Không, bữa đó đi good đẹp dài 5 giờ ra ngoài cũng 8 giờ yeah. Mấy im sống cũng lượng nhẹ nhẹ mà xa xa á. Chứ đó là chiều là thầy xe. Mày em có khó thở không? Hả? Hơi khó thở không? Không. Không, bình thường không vậy hả? Tôi hơi khó. Tụi đéo có dính cá gì hết. Không dính con nào không ngậu. Ôi, đủ. Thằng Huy nó cao không biết cao mà còn dính. Không dính con nào luôn. Không dính mà còn luôn. Đồ đứng dục vô hai cái tay luôn mà Huy nó tắt hót nhẹ mà dính còn. Còn lụ má gì. Dính con nào không? Dính chứ, em dính hai con á. Mà khi em còn dính em dính hai con đường Huy kéo sảy luôn. Tại vì á cái biển á ai mới giật cho nó mạnh. Đúng rồi. Cho mạnh vậy nè. Đúng rồi. Cá nó mới ăn. Thôi còn 88 rồi. Ừ chứ Huy. Độ mẹ Huy đó có giật mạnh đâu. Đồ mà giật cho mạnh. À đúng rồi. Quay cho lẹ giật cho mạnh. Tại con cá biển nó lẹ lắm, nó chạy rất là lẹ. Đúng rồi. Ừ, đã. Em xuống lượm liền. Con chú giật là chứ lẽ mạnh như này là nó nhưng mà kéo đã thật nó kéo phê sao chạy lên bờ luôn làm đi đổ má chém bò đi lên bờ mẹ nó thiệt vô số mày chạy nhảy lên bờ như vậy. Ờ mà nó ghiền câu nó lẽ ngủ bên các đảng ở trong hãng đi mà đâu còn mày ra đâu phải tao nói mày nó tầm sạp không ngủ mày rủ nó kêu anh Cường đi con cá dụ em đi tao không nổi đồ mày bán tao mày ơi. Cả như đồng đen đấy hả? Ừ, chiều ta lợi tới coi tàu đó. Mẹ nó bán rồi ơi. Nó sọc kè, nó không có chỗ câu. Nhẫn ra ngoài cái đồ mấy ngày mai nó kêu các đảng tới thì anh nó ra là em nó tới ra là câu đi nè. Ờ nó đến địa cái hình tại thằng anh nó nói mày phải theo ông Cường mày hỏi ông Cường là câu cá làm sao gì mà chỉ cho tao thôi dẫn mày đi
Ủa má cắt đảng thì Việt Cộng hả? Ừ, như là đi dò đường với mình vậy. Dò đường với cái hồ nào cũng đâu có. Đó. Bây giờ nó chỉ có một cái hồ 1 vô 40 đồng thôi. Hồ 39 đồng đủ rồi, nó không đi nữa tại chỗ đó nhiều cá quá. Hồ 40 khỏi nói rồi, nó ngon rồi. Ơi, lạ lạ. Hôm qua Hưng thì nó nói ngày mai đi nó 40 đồng đi, em trả tiền 40 đồng bên người. Tại có em thằng bạn gì ở Việt Nam mới qua nữa. Rồi tính ra ok, cũng không sao. Mày đi mấy người nó cũng chưa biết nữa. Mày biết câu không quan trọng đâu. Ừ. Tóm mồ chỉ không thôi về luôn cho rồi. Nó thấy xe mình sợ nó chạy sát dữ rồi đó. Sợ nữa. Nó xin đồ biết qua bao lâu mà vậy đồ, mẹ nó vậy hoài. Sát vô luôn, nó không vô qua nè. Chạy kiểu đụng đất không. Nó kéo tàu. Giường nhỉnh cho người ta ấy. Đúng rồi. Mấy nó chạy rồi, mấy xe chắc nó mới hốt nó đó. Xe chắc nó nóc nó hốt. Cột đi xe, nó sang tàu của người ta. Dạ, yeah. Sắp xếp rồi. Chạy qua. Mình một quần chửi bắt sợ chửi sốt rồi. Ba lùn đạn, đúng là ba lùn đạn này. Mời lên trên ấy không, mời 8 bàn nhân 8 hả? Mời là bây giờ đây làm tiệm chứ đâu làm gì. Mời cũng sáng sáng rồi đi lên 90 tỷ trên một đường một qua bên cái ấy đó, nó có cái xuống tàu một chút cho mình trô qua lấy á. Đi sớm mà sớm vậy thì cái nước cái đó khi nào cá đâu ăn, khi nào người đi sớm đâu. 3 giờ ra đây đó, ở đây xà lan rồi không mà không, cá nó cho ăn nữa ta. Xe lửa kìa, khá được khá được. Dòng vớt dữ lắm rồi. Ồ, mình khô trên chứ mình khô đây cũng đẹp với bộ đồ núi chập trùng cây cối bao la ở đây đó. Thấy ai câu ở đây ba là nhớ câu rồi. Nói nhiều quá. Chạy ngang đây không có thấy chị tàu nào quá. Nồn lắm á. Nhiều tàu lắm. Cái này cái cảng ở đâu ra câu đây? À, xuống dưới cái tàu nó câu rong lắm á. Đẹp ha. Thích mấy cái hướng, mấy cây nó đẹp. Gì á mập con? Ờ, bụng á. Không có khai đề là bảo đảm, đi không có vui đâu. Ông đĩa lắc kì của Bắc Cường đó. Ừ. Ồ, cá đó, cá này là hốt nè. Thả tôi mới bẫy cát kìa. Đu kìa, cần thủ kìa. Có đậu ghe để câu à. Cần thủ nữa. Câu cần với câu gì nè. Vô corona nữa. Chỗ này nó xuống chơi được mà tắm rồi. Được, thấy thùng cò nè, thấy cùng thấy thùng cò nè, thấy mặc ấu luôn á. Sóc hàng à? Ừ, sóc hàng. Hồi dít nó đá nữa rồi. Kéo lên con nữa. Ủa, quá là bực hơn nữa. Mà dục cần. Nói bà, mà nụ má nói một tiếng nữa, tôi cho bà đi ra con cá luôn. Thì... Ủa, con ấy đâu, con bé không đi à? Thi Thi đâu? Con đi chị đi à? Đi theo chị hai nữa hả? Chị ba nữa hả? Ừ, chị ba. Nãy qua nó 2 vòng thôi, đi mẹ chơi rồi. À. Ủa, mẹ nó ăn ở, sao không biết con nó bỏ đi chơi hết rồi à? Ở nhà buồn. Mình vứt cháu ngoại về dữ. Ừ. Đủ mẹ nó bởi năn nỉ cái con nuôi cháu ngoại cha nuôi cho con. Đủ mẹ rồi mày đâu mà đi cháu đỡ buồn gì chứ. Tao đi ra cái bà phùng mang bà trợn vòng. Đứng con chỉ cỏ ha, có đẹp không? Không có đẹp đó kìa. Trời chết rồi, chết rồi, chết rồi. Kéo tàu đi mình thì buồn. Ừ. Đủ má một mình đi thì buồn, phải mướn rồi theo. Đi đâu? Đi đâu cá ngoài có nắng không? Trời mát lắm, trời trời giống mát. Thì con cá hỏi có nắng không? Ừ. Không bây giờ mưa kéo vô vũ đi. Ủa gì mày nói? Mẹ không khác. Cái này như giống như có đi một lần rồi nha. Mà không nhớ. Lá sầm dữ ta. Cái này chưa có đi giống lạc một lần hay gì đây nè. Ừ. Ừ. Đắp đường hả? Nhất mẹ đắp đường. Ồ đây nè. Lindell Park. Lindell Park, đúng rồi. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi thề. Cái này có 20 năm rồi. Ừ. Tới bây giờ mấy 3 tuần trước, 4 tuần trước em mới xuống đây lại thôi. Parking.
sợ đi. Cũng đẹp quá. Nói đường này là đất không à, đất đỏ không à. Ừ đúng rồi. Yeah. Cái chỗ này nhớ cái kìa mà cùng cô Tèo chở con nhỏ Mỹ, con cái con nhỏ Mỹ trắng vậy không mà. Cá người ta không có văng nên cá con kèo mực. Ê tới chỗ ơi, đẹp nè, đủ mới anh em ơi. Đúng rồi, cái chỗ này xưa đi câu nè. Không, cái chỗ này xưa đi câu nó cũng giống làng nè, bảo đảm luôn, đó câu bên đây nè. Thôi qua đi. Hai mấy ba chục năm nhớ mẹ này nữa nhớ. Cái chỗ này nè, đúng rồi. Về cần thủ kìa. Cần thủ đứng câu cá fish á. Cà phê hả? Ừ. Em có trong giỏ mà. Em mua đóng luôn mà, đùa anh ấy. Đâu vậy? Còn cái cà phê hả? Cái đây. Hello bà. Thấy chưa? Tới rồi. Ừ. Sen khoai lấy. Cái này vô số kêu ghê ta. Vô sen khoai lấy. Trời đạp một trứng. Ồ, bên kia có cái nhà kìa, thấy là hướng xía. Ồ, view đẹp luôn á. View đẹp không? Không biết hôm nay có sao, hôm nay nghe anh ba nổ lần nữa coi. Ông Sáu về ra chưa vậy? Lên đây ngồi hết rồi, nó ghê không ra xem. Đù. Chỗ này đúng rồi nè. Hai mấy năm về trước nè. Tôi ông Lạc. Tư. Cũng tèo. Cũng nước cũng cạn nè. Chưa nấy nữa rồi. Bỏ dưới đi thôi được. Nói giờ tay rồi nó ghê không? Sợ đen nó gớm. Lưu đạn mà sợ đen. Rồi bơi ra luôn đi. Chết nhỏ à. Xuống đi thuyền trưởng. Ủa, cây kìa. Đầu đầu chờ nữa chứ. Biết, lấy đầu xuống luôn rồi. Lấy con ơi. Lấy chứ. Nhưng thôi nó nói mình mua quá hả? Dính rồi ghê, dính rồi ghê. Đồ hơi dính, đã nó dính rồi đó. Rồi. Mình đâu xài này phải không? Đâu. Ok. Good, good, good. Còn có chút sao này luôn. Yeah.
Good job, good job, Kara. Hey, man. Good job, good job. Yeah. Tối à, tối mà lạng lạng à, rượu quá nó dữ lắm, nó vô đây nè. Tốt quá. Qua qua lai vàng hết luôn á. Cũng có mở nước lên chưa? Chết chắc rồi. Chết đụng sao nó hoài vậy trời. Không nghe không. Không phâm giá rồi. Không cắn mà đi chứ biết mà. Không nghe đâu có nhắc nhở cũng la nữa. Tân thì biết lát, đủ ta nhắc nhở mà còn la tới la lui hoài. Bởi vậy muốn làm sao mình cấm trong đó thôi à. Ở độ bên ngồi là chạy nó đang tự động mà kéo lên rồi. Không, chứ mình cầm cầm cái này nó dướng. Không có bất cường nữa hả? Dạy lắm á, cũng đó. Bác được không à, trần chính thần thần của bác được không à. Chứ là một lần đi lên được bỏ 4 cần mới dính một con à. Cầm dính cá mới đã tay chứ kéo dính cá mới đã tay. Gốt không? Gốt. Ở vô đó. Cây à. Không? Giật không? Giật thì chỉ nó lì lì ở dưới á. Đúng không? Ừ. Không lì cỡ nào quý vị. Những cây. Đặt cái cống này đồ của hàng cái nhà ở luôn. Chứ bất cường chút đụng. Cú đinh, cú đinh. Cú đinh. Cú đinh. Ngon vậy. Đâu ơi. Ooh, nice job, man. Nice. Ê, chụp cái hình cái coi. Đi đúng lười luôn á anh em. Nè, đi bỏ dưới đi, từ từ đi cặp cặp không ạ. Bất cường cho nói cho ta biết ta thả. Bất cường nè. Bất cường rút vô thơm lại, bất cường nói cho ta biết ta thả. Không cho ta dính cá à. Cái con mập dính con nào, cái mồi nào vậy? Đó. Ừ đó đó. Con có mập 12 đồng á. Mẹ nó ác không? Dính con lấy vốn rồi. Đứt một con lỗ cái chùm. Chơi dính không nói mồi tướng mồi nào câu cũng được. Chơi nha. Không lẽ đời mình mà dính con nào sao? Con đó đó. Nó lắm. Ngon ngon vô anh em ơi. Nay đi với anh ba nổ mà nay hết nổ rồi, nay nói sự thật không á. Rồi để hướng nào
rất vướng rồi nha các bạn. Hơi mất mạnh luôn á. Không có còn. Có gạo nói cho nói nha. Ừ. Thả con nhỏ xuống đi đi. Đồ có hai tay ngon luôn. Bà con đi trái một ngày được nó đứng đó. Đây là cái con gái tụi em thấy nó cũng biết nó câu hết rồi chứ sao mà. Hả? Tụi mong rồi nó biết đây nó câu dữ lắm rồi hoàng. Đồ có cá chứ hả? Hả? Thấy mà thằng nào dỗ cho nó câu thôi. Đúng không? Đúng không? Đó, bớt rồi, nó vô nè các con. Ô, quay bét nè. Quay bét vô các con á. Những em thường mà. Ở dưới. Rồi. Chơi dưới sao nè. Chảy nữa rồi. Có nghĩa là anh để cái vực câu cái giữa, để cái giữa luôn á, đừng. Đừng có mua qua mua lại. Đừng có mua qua mua lại, nó dễ dướng lắm. Để chúng giữa ngay chỗ cái máy cầm đứng lên nào, bây giờ sợ dướng vậy nó chạy thẳng nè. Ừ. Ô chứ sao nó lái được em. Ô kiểu như rồi về vô cái chà chạo mà đưa ra mới nó lái kiểu này, đậu nó không dám lái nữa. Xà lan đến nè, mất chiếc con bài cũng vì nó nè. Gặp cái chà chạo là mấy cao cả này là nó ủ như trong hết cầu luôn. Không đồng ruộng nó lái cái con đồ thay luôn. Dễ sợ như xà lan hả? Ủa hai chiếc luôn, có một chiếc đâu? Ủa nó cặp to, 2, 3, 4, to, 6 to. Ủa nó cặp luôn kìa chứ, nó cặp hai chiếc bên kia luôn chứ bộ. Dễ sợ lắm. Con để im đi, con đừng vui, nó chạy bắt cường chỉnh lên, nó chạy lại à. Ồ, dễ sợ chưa? Xà lan rồi. Nhúc nhích gì hết mà vậy rồi nói dính con cá bự thả cá nhỏ đi không xong rồi đại dương ơi. Lát chỉ mà con cá fish hốt cá fish về. Từ từ tốn lâu thì hút quay hết được. Này nguyên chất hả? Nó làm cảnh đẹp không? Hùng dũng không? Xà lan cặp bến hả? Mây gió nuốt ngà đứng con kêu luôn không? Mắt làm con nữa rồi anh thùng bia. Mấy tiếng ăn to cỡ vậy đại con đó lên nhà hàng là ít nhất là
50 đồng. Dám thôi. Bây giờ không là 70. Ăn nhà mẹ nấu không? Con mập bắt hết hai con, không còn con nào nữa. Mày ơi, mày hù tao mà nè, tao mày giống nhau mà dính mày, mày đùa. Ra ngồi gia đình ra câu cá ngồi ăn cơm mà, vui không? Bắt nước đây, hai con rồi. Hai con cá rồi, rễ khách đây. Cái này xui quá. Đúng là cao thủ cho nam cao thủ. Kéo cái tí nó bồn với con cái đấy nha. Trời ơi. Trời đến cả không nổi rồi. Mạnh lên. Ôi thằng mập này. Ôi cái thằng mập này. Ôi. Đúng đất tiền mẹ. Mày mập quá mày không có làm gì được hết á. Cái thằng mập này. Để mà. Một tờ mà tôi. Mày sớp khá đây. Cái thằng mập này mày ăn gì mà không làm gì được hết. Mập. Ơi, từng tới mà 93 mà đi phun phô ra câu. Đâu rồi? Đi luôn nha. Dạ. Mình đang đi ship bell. Ship bell anh mà em. Mà ship bell. Yes sir. Vậy anh em ơi.